Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh của anh Trevor. Như mọi người đã biết thì Thái Lan gần đây đã mở cửa trở lại đất nước cho du khách, cả người Thái và người nước ngoài dù đã tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người biết cách để đăng ký Thái Pass để có thể đi du lịch Thái Lan trong thời điểm này. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ đăng nhập vào trang web chính thức để đăng ký Thái Pass và bạn sẽ tùy chọn là bạn đi đường bay hoặc đường bộ. Sau đó, bạn tùy chọn là công dân Thái Lan hoặc công dân không thuộc Thái Lan. Nếu không phải người Thái thì chúng ta sẽ điền sang bên phải là non-Thái. Chọn tiếng Anh. Bây giờ chúng ta sẽ đến bước là chọn chương trình nhập cảnh. Thì ở đây những ai đã tiêm chủng rồi thì chúng ta sẽ chọn bên tay trái. Còn những ai chưa tiêm chủng thì chúng ta sẽ chọn bên tay phải. Phòng đủ 2 mũi nên mình sẽ chọn bên tay trái nhé. Ở phần này thì bạn sẽ điền thông tin về chuyến bay, ngày đi, ngày về và bạn đến Thái Lan với mục đích gì. Ở phần này bạn sẽ cung cấp đầy đủ thông tin của mình như đã nêu trên ở trong hộ chiếu. Và bạn hãy đảm bảo rằng kiểm tra chính xác các thông tin cá nhân của mình trước khi thực hiện các bước tiếp theo. Ở trong phần này thì bạn sẽ cung cấp thông tin 2 mũi tiêm chủng đầu tiên của mình, bạn sẽ cung cấp tên nhãn hiệu thuốc và cả ngày tiêm chủng của mình, sau đó tải lên file JPG hoặc PNG về bằng chứng tiêm chủng của bạn. Ở đây bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin về chi tiết địa chỉ của bạn ở Thái Lan hoặc đặt phòng khách sạn của bạn. Trong phần này bạn sẽ cung cấp địa chỉ của bạn ở quốc gia, khởi hành hoặc số liên lạc của bạn, người liên hệ khẩn cấp và số liên lạc của họ. Nếu bạn ở một khách sạn, bạn có thể cung cấp xác thực đặt phòng của mình của bạn thông qua Agoda hoặc các ứng dụng khác. Để đăng ký được phần này thì bạn sẽ điền thông tin bảo hiểm của mình, cung cấp số hợp đồng và ngày bắt đầu hợp đồng bảo hiểm, tải lên một trang về giấy chứng nhận bảo hiểm của bạn. Thì mình đã mua bảo hiểm Liberty và mình sẽ làm một video chi tiết về cách mua bảo hiểm Liberty ở video tiếp theo. Phần cuối cùng của quy trình đăng ký, bạn sẽ tóm tắt về ứng dụng của mình, vui lòng kiểm tra lại tất cả các thông tin của bạn đã được cung cấp. Nếu mọi thứ được chính xác, bạn có thể gửi đơn đăng ký và nhận kết quả sau một vài tiếng. Sắp tới mình sẽ có chuyến đi Thái Lan trong vòng 7 ngày và mình sẽ review nhiều điểm ăn ngon và sống ảo cho mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay, có thể like và follow kênh của mình để theo dõi những video sắp tới. Cảm ơn mọi người.